Chiều ngày 18 tháng 9, Đại tá Nguyễn Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết các lực lượng vừa cứu thành công 8 thuyền viên bị nạn khi tàu hàng An Bình Phát 68 đi ngang địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin ban đầu, lúc 13 giờ 42 phút cùng ngày, tàu hàng An Bình Phát 68 chở theo 4.000 tấn bột đá đang hành trình từ Thanh Hóa đi Quảng Ngãi. Khi đến vị trí 15,43 độ Vĩ Bắc, 108,33 độ Kinh Đông, cách bờ biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam khoảng 4,5 hải lý về hướng đông thì bị sóng đánh làm nghiêng tàu 45 độ. Tàu hàng An Bình Phát 68 yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Sau khi tàu chìm hẳn, 8 thuyền viên đã lên được bè cứu sinh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đồn biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, quan sát bờ biển kịp thời phát hiện bè cứu sinh của tàu bị nạn để hỗ trợ cứu nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp trao đổi thông tin với cảnh sát biển vùng 2 tình hình tàu bị nạn để theo dõi, nắm tình hình vụ việc, tham gia hỗ trợ cứu nạn. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tàu CSB 2016, CSB 601 thuộc cảnh sát biển vùng 2 đã cơ động ra vị trí tàu bị nạn. Theo Đại tá Nguyễn Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, các tàu CSB thuộc cảnh sát biển vùng 2 đã đến và cứu được 8 thuyền viên, đưa về cảng Kỳ Hà. Hiện các thuyền viên tinh thần đều ổn định, sức khỏe đảm bảo.